Vâng, em xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em sẽ đưa cho quý cô chú anh chị và các bạn một cái nhà nghỉ dòng tiền là 60 triệu mỗi tháng. Và hiện tại bây giờ chủ đang rất là gấp bán luôn ạ. Giá chào hiện tại bây giờ là chỉ có 8.x nhỏ thôi. Quý cô chú nào mà có cái tâm tài chính tầm khoảng là 8 tỷ, 7 tỷ cho đến 8 tỷ thì liên hệ với em để hỗ trợ cái nhà nghỉ có dòng tiền rất là tốt này luôn á quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Ví dụ như mà cái dòng tiền như thế này á, là nó hơn 6% đấy. Thì nhà nghỉ của mình á, nó có kết cấu là 12 phòng ngủ luôn á quý cô chú anh chị và các bạn nhé. Và có một cái phòng ngủ phía dưới, phòng lễ tân, phòng để xe này nào kia luôn á quý cô chú anh chị và các bạn. Và có 12 phòng đang cho thuê luôn đấy. Và dòng tiền là 60 triệu đến 70 triệu một tháng quý. Mà mặt tiền đường 10m5 và lề của nó là 5m. Nó gần với là tường đài Mẹ Nhu. Từ cái nhà nghỉ của mình á, đi ra ngoài biển á, là mất là 1,5 km. Đấy, quý cô chú nào mà có tầm 97 đến 8 tỷ nhá, liên hệ với em để làm việc trực tiếp căn nhà này luôn. Chủ hiện tại đang gấp bán và giá đàm phán á thì chốt là tốt đấy, quý cô chú cứ liên hệ trực tiếp với em đi. Căn hộ này là có dòng tiền nha quý cô chú anh chị và các bạn, nằm gần tường đài Mẹ Nhu, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, cách biển tầm khoảng là 1,5 km, cách sân bay Đà Nẵng á đâu đó tầm khoảng là 2 km. Quý cô chú liên hệ alo trực tiếp với em nhé. Em nói rất là rõ ạ, căn hộ này có dòng tiền rất là tốt. Và thứ hai, pháp lý đầy đủ, sổ hoàn công đầy đủ. Và để ở nhà nha quý cô chú anh chị và các bạn, giấy phép kinh doanh, phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Quý cô chú alo trực tiếp với em để làm việc nhé. Em cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Em xin chào.